Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của Đầu 98 Gaming. Thì hôm nay nhân dịp năm mới, mình sẽ chỉ cho mọi người một cách đó là nhận mã code coupon từ nhà phát hành 100 thỏi vàng nha mọi người. Thì cái hướng dẫn này mình sẽ để ở cuối clip sau. Còn bây giờ thì mình với các bạn cùng đi mở lì xì lấy hên đầu năm, xem năm mới mình có may mắn được không nha. Và đây là chiếc lì xì từ nhà phát hành, mình sẽ mở chiếc lì xì từ nhà phát hành để lấy may xem có được hên không nhé. Vâng, đó, các bạn thấy không? Vâng, mình đã được 10 kim cương các bạn ạ. Và 2.000 tiền sao, ok chưa các bạn thấy không? Đó, 10 kim cương và 2.000 tiền sao luôn. Cũng khá là may mắn nha. Một ngày mới có kim cương là may mắn lắm rồi các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mở lì xì của mọi người tặng cho mình xem lẻ lấy may nha. Bạn review có tâm là anh Đậu ơi, làm cái đi tán gái của em chưa? Mong anh kết bạn với em ạ. À, tặng anh bao lì xì này nha, để mừng mùng 1 anh em chúc sức khỏe vui vẻ nha. Ồ, đó một lời chúc khá là thân thương ngày đầu năm mới đúng không ạ? Cái clip tán gái của em thì anh cũng đang suy nghĩ rồi nhưng mà anh chưa có thời gian làm thì mong em thông cảm nhá. Ok, mình sẽ mở cái chiếc lì xì của review có tâm xem có lấy hay không nha. Wow, được cái gì đây? U 1.300 tiền. Rồi, đến với chiếc lì xì tiếp theo. Ồ, 350 tiền các bạn ơi, 350 tiền. Chiếc lì xì thứ ba. Ồ, 700 tiền. Thì ngày mai là nhà phát hành ra phiên bản mới rồi các bạn ạ. Thì hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta có thể mở lì xì. Ngày mai nhà phát hành ra phiên bản mới và quà cũng mới rồi. Chiếc lì xì hôm nay lại biến mất. Cho nên bạn nào tranh thủ mở lì xì thì mở hết ngày hôm nay đi nha. Để chúng ta lấy hết ngày đầu năm nhá. Cái gì đây? Kim cương đi. Ồ, toàn 300 tiền thôi anh em ạ. Không được hên cho lắm nhỉ. Nhưng mà không sao, dù sao cái chiếc đầu tiên mình mở được kim cương là cũng lấy may rồi đúng không? Và những chiếc lì xì này nó đẹp đỏ đen hơn lì xì kia nhiều. Được gì đây? Ồ, toàn tiền thôi nhỉ. Kim cương đi. Hãy cho tôi kim cương. Ồ, lại 700 tiền anh em ạ. À, toàn 700 tiền thôi. Toàn tiền thôi. Thôi dù sao tiền cũng được. Tiền cũng là một cái gì đó lộc năm mới anh em ạ. Tiền thì chúng ta cũng cần mà. Chúng ta đi cất nhà các thứ cũng cần tiền mà đúng không? Tiền chúng ta cũng đổi được qua kim cương được mà. Mình thì cũng có clip đổi, dạy các bạn đổi tiền từ tiền sao sang kim cương rồi. Có rất là nhiều cách chúng ta đổi từ tiền sang kim cương, cho nên là dù có mở tiền hay kim cương thì đều lấy may cả các bạn ạ. Nhưng mà nếu mong là mở ra tiền thì được nhiều nhiều tiền một tí cho lấy hên các bạn ha. Sao tầm 350 tiền đấy ta? Ra một cái kim cương lấy hên nào. Ồ, lấy hên. Ồ, vẫn chưa hên được anh em ạ. Vẫn chưa thấy mùi hên đâu. Hên đi. À, và cũng thật thành thật là xin lỗi các bạn là hôm qua mình cũng hứa là lên live là mình sẽ live stream cho các bạn, nhưng mà hôm qua mình bị ốm các bạn ạ. À, đấy, mùng 1 Tết đẹp không, mới mùng 1 Tết là ốm lăn ra đùng rồi, cho nên là mình cũng không lên live stream được các bạn ạ. À, sau cái clip cuối cùng qua mình đăng ấy là hôm qua mình bị cảm là mình nằm luôn tới bây giờ luôn đó, cho nên là cũng không lên live stream được. Nếu hôm nay nếu mà một chút nữa mà mình khỏe thì mình sẽ lên live stream cùng với các bạn nha. Các bạn cứ chuẩn bị lì xì để lì xì mình đi nhá. Mình đã chờ, mình cũng đang chờ đợi lì xì các bạn đấy. Ở nãy giờ mình vẫn chưa thấy ra kim cương anh em ạ. Ra khá là nhiều tiền hay là ngày cuối ở nhà phát hành fix tỷ lệ ra kim cương nhỉ? Wow, vừa nhắc đến kim cương thì cuối cùng ra kim cương rồi, nhưng mà nó cũng khá ít các bạn ha. Có 5 kim cương thôi à? Giá như cái đấy nó phải là 50 kim cương nó mới đẹp không? Cố mở lấy một cái 30 kim cương để lấy hên đầu năm các bạn nhỉ? Nếu cái 30 kim cương để lấy hết đầu năm cái nào. Ok. Tiếp. Ok. Mở cái nữa. Úi giời ơi. Không được. Kim cương ở chỗ đâu?
Ôi 1.000 tiền, có vẻ tiền tăng lên rồi, có vẻ vận may đang tăng lên rồi anh em ạ. Vận may bắt đầu tăng lên rồi. Vận may tăng lên rồi. Ồ, 1.000 tiền tiếp. Vận may đang đi lên, đi lên, đi lên, vận may đang đi lên. Cố mở lấy một phát 30 kim cương cho lấy hết nữa nào. 30. Ôi nó toàn 1.000 tiền đấy nhỉ. Hay nó vào dây 1.000 tiền đấy anh em ạ. Ôi xuống còn 300 tiền rồi. Kim cương đi. Ôi ôi. Thật hôm nay mở khá đen mọi người. Thì thường thì nếu mình mở 10 cái rồi phải ra một cái kim cương. Đây mở khá nhiều rồi vẫn mới ra được có 5 kim cương à. Cái lì xì của nhà phát hành thì mình không tính nha. Cái lì xì của nhà phát hành thì mình không tính, đây là lì xì riêng này cơ. Ồ, 2.000 tiền. Lên. 1.000 tiền nữa. Trời ơi. Tiền cho tôi đi. 2.000 tiền. Ui, có vẻ là nhiều tiền hơn rồi anh em ạ. Nhưng mà kim cương thì không đi ra. Tiền thì ra nhiều hơn rồi. Ồ, toàn tiền nghìn thôi anh em ạ. Là kim cương đi mà. Cho phấn khởi cái nào. Ôi dồi ôi. Thế này mấy mới được 100.000 nữa đâu nhỉ. Thế này mấy mới được 100.000 tiền đâu. Ồ chắc lì xì cuối cùng rồi. Trời ơi các bạn ơi. Không. Ôi dồi ôi, vẫn 1.000 tiền. Ôi chúng tôi có được 5 kim cương với 10 kim cương. Cũng hơi xui anh em ha. Cũng không được hên lắm. Rồi thế bây giờ mình sẽ vào chỉ cho các bạn cách kiếm mã code cao hơn 100 thỏi vàng nha các bạn. Thì mình cũng bất chợt mình lướt TikTok của nhà phát hành thì mấy nhà phát hành cũng ra một cái code cao hơn 100 thỏi vàng cho các bạn. Thì cách nhận ngày thì cũng nói chung là nó cũng hơi hơi có đi một điều kiện một tí, tức là giá trị của thỏi vàng thì giá trị cao thì điều kiện nó cũng khá là cao. Thì bây giờ thì mình sẽ search cho các bạn cái hình ảnh mà nhà phát hành ra điều kiện cho các bạn nhé. Đây thì các bạn chỉ cần nói chung là cũng không phải nặng nhọc gì cả, chẳng qua là chúng ta phải mất thời gian chờ đợi thôi các bạn ạ. Thì chúng ta phải chờ đợi một thời gian thì mới biết được đúng không ạ. Để mình lấy cái hình ảnh này cho các bạn ha. Thì đây là cái hình ảnh nhà mình làm nhân chứng cho các bạn nha, không các bạn để bảo mình nói điêu nha, mình sẽ lấy cái hình ảnh này làm nhân chứng cho các bạn. Đây nha, đó để mình kéo này nó nhỏ lại. Đó các bạn thấy không, đây là đây là trang của nhà phát hành. Nhà phát hành có ghi là bấm theo dõi kênh YouTube chính thức của bà tôi bây giờ để nhận 100 thỏi vàng nha các bạn. Thì các bạn sẽ bấm vào tức là các bạn sẽ bấm đăng ký kênh YouTube của nhà phát hành, nhưng mà khi nào kênh của nhà phát hành đạt mốc đó là 50k sub thì nhà phát hành sẽ tặng cho những bạn nào đăng ký kênh một mã cốt coupon giá trị là 100 thỏi vàng nha các bạn. Đó thì tí nữa mình sẽ để link kênh YouTube của nhà phát hành ở bên dưới phần mô tả, hoặc là ở dưới phần mô tả của clip này ấy, thì các bạn bấm vào đấy đăng ký kênh nha. Thì nếu mà đăng ký kênh thành công, nếu các bạn đăng ký kênh xong thì khi đủ lượng 50k sub thì nhà phát hành sẽ phát cốt coupon 100 thỏi vàng cho các bạn. Thì mình cũng xin lưu ý này cho các bạn một cái lưu ý riêng nha. Mình kênh đấy thì đúng là kênh của support của nhà phát hành nha các bạn. Kênh đấy thì cũng kiểu là cái người mà làm chủ kênh đấy nó cũng là một phần cũng là kiểu như một thành phần ở trong trong cái game PlayToGether này. Nhưng mà mình thấy kênh đấy rất chi là kiểu như là có rất hay là kiểu như là đánh vào tâm lý của người chơi ấy, kiểu để câu view ấy, đánh vào tâm lý của người chơi để câu view ấy. Ví dụ người chơi đang cần cái gì nhập thì sẽ đăng cái gì đó lên để câu view. Thì mình có biết có thật hay không, vì mình thấy ở cái kênh YouTube đấy cũng có nhiều clip
nhiều có clip kiểu như là mang tính chất câu view để lừa đảo mọi người, người chơi bấm subscribe kênh thôi. Thì các bạn cứ bấm subscribe đi, bởi vì bấm subscribe thì cũng chả mất cái gì cả. Nếu như đạt bốc 50k sub mà nhà phát hành không phát code, không phát phát cho mình code coupon 100 thỏi vàng thì các bạn hủy unfollow, tức là các bạn unfollow cái kênh đi nha. Thì chúng mình sẽ unfollow và bốc phốt cái kênh đấy. Bởi vì dù mặc đó là kênh của làm về game này, một kênh chủ kênh game này mà lại đi lừa đảo thế không được. Bởi vì nếu đã ra điều kiện tặng code coupon 100 thỏi vàng là phải tặng cho bọn mình nha các bạn nhé. Còn nếu không tặng thì mình cứ đăng ký kênh, nếu đạt đúng mốc 50k sub mà người đó không tặng lại code coupon cho mình, cho chúng ta, thì chúng ta sẽ bốc phốt rồi chúng ta sẽ hủy unfollow nha các bạn. Đó, thì đây là hình ảnh, thì mình sẽ đưa cho các bạn link của kênh này ở dưới phần mô tả nha. Còn các bạn nào nếu như mà các bạn check, mình sẽ đưa hình ảnh lên, các bạn check nếu đúng kênh này là kênh chuẩn nhá. Đây, để mình đưa đưa cái hình ảnh kênh lên cho các bạn. Kênh này thì thường sẽ hay làm về shop, nhưng mà mình thực thực đây là kênh, đúng là kênh của nhà cái lành, nhưng mà mình thấy các bạn nói chung là sẽ có tỷ lệ có, bây giờ nó hiện tại kênh thì vẫn chưa đủ, cho nên là các bạn muốn nhận mã code này thì các bạn phải chờ đợi lượng sắp lên đủ 50k thì nhà phát hành cho, còn xem từ từ xem nó có phát code thật hay không nữa nhá. Nhưng mà nhà phát hành kêu là bấm theo dõi, đây là cái hình ảnh chính thức của các bạn mà các bạn nhìn có thể là nhân chứng, bấm theo dõi kênh chính thức và lấy tôi bây giờ để nhận 100 thỏi vàng nhá, đây các bạn nhá. Đó thì mình sẽ đưa hình ảnh lên cho các bạn, hình ảnh kênh lên cho các bạn nhé. Đây là hình ảnh kênh này. Các bạn tìm đúng kênh này là đúng kênh của nhà phát hành nha. Đây. Đó, kênh của nhà phát hành em mình đăng ký, thì hiện tại các bạn đăng ký lên 50k người đăng ký thì nhà phát hành sẽ tặng code coupon 100 thỏi vàng cho các bạn. Còn có tặng hay thật hay không thì chúng ta cũng phải chờ đợi đã. Nhưng mà chúng ta cứ bấm lượt đăng ký, chúng ta cũng chả mất cái gì cả, chúng ta chỉ bấm lượt đăng ký thôi thì rồi chúng ta chờ đợi mã code coupon thôi. Còn nếu đạt cái mốc đấy mà không được và chơi kiểu câu view lừa đảo thì chúng ta sẽ bốc phốt và hủy unfollow, đấy cũng chưa muộn nha các bạn. Đó, đó là cách nhận mã code mà 100 thỏi vàng nha các bạn. Còn clip của mình xin dừng tại đây nha. Bye bye mọi người. Các bạn đừng quên là bấm đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ clip này nếu như các bạn thấy nó ý nghĩa nha các bạn. Các bạn đừng quên các bạn bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để cập nhật những clip mới nhất và những cái thông báo mã code mới nhất từ kênh của mình nha. Bye bye mọi người.